chào các bạn. Buổi chiều muộn ngày hôm nay có một chiếc C-17 của Mỹ đến hạ cánh ở sân bay quốc tế Nội Bài. Đợt này thì loại vận tải cơ C-17 của Mỹ đến Nội Bài liên tục, bởi vì chúng đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển phương tiện, trang thiết bị và nhân lực phục vụ cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Các chuyến C-17 hạ cánh trong vài ngày gần đây thì vận chuyển trang thiết bị và một số loại xe đặc chủng. Tuy nhiên chuyến hàng này thì đặc biệt hơn thế. Sau khi hạ cánh thì chiếc C-17 này đã vào bãi đỗ ở đầu phía đông sân bay Nội Bài. Cửa khoang hàng phía sau của máy bay đã được mở ra. Một số kiện hàng đã được bốc dỡ xuống, bao gồm cả chó nghiệp vụ. Tuy nhiên kiện hàng đặc biệt vẫn còn ở trong máy bay. Nếu các bạn tinh mắt có thể thấy đuôi của kiện hàng đặc biệt này. Việc bốc dỡ kiện hàng này diễn ra rất chậm và thận trọng với kích thước cồng kềnh của nó. Bây giờ thì trời đã tối hẳn mà mình lại không mang theo máy ảnh nên hình ảnh không được rõ lắm. Các bạn thông cảm nhé. Bây giờ thì kiện hàng đặc biệt đang được kéo xuống theo cửa giam dốc của máy bay. Đây là một chiếc máy bay trực thăng. Bất kỳ máy bay trực thăng nào của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ mà chở Tổng thống Mỹ thì đều có tên gọi là Marine One. Tuy nhiên thường thì Tổng thống Mỹ sử dụng một trong hai loại máy bay là VH-3D hoặc VH-60N. Hai loại trực thăng này đều có thể vận chuyển trong khoang hàng của vận tải cơ C-17. Chiếc trực thăng đang được đẩy xoay ngang. Tuy trời rất tối nhưng đã có thể nhận ra đây là một chiếc VH-60N. Loại trực thăng này nhỏ hơn VH-3D Sea King, tuy nhiên mới hơn và hiện đại hơn. Thường thì trong một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, họ sẽ mang theo hai chiếc Marine One. Chiếc VH-60N này còn có tên là White Hawk. Nó là phiên bản đặc biệt của trực thăng UH-60 Black Hawk. Chiếc VH-60N này được trang bị một số tính năng của trực thăng trên hạm tàu SH-60, như khả năng xếp gọn cánh để có thể để trong bụng của các vận tải cơ C-17. Là chuyên cơ chuyên dụng dành cho Tổng thống Mỹ, nên chiếc này tất nhiên được trang bị nội thất sang trọng và các hệ thống phòng thủ tiên tiến. Hy vọng sau khi các chiếc Marine One này được lắp ráp và kiểm tra hoàn chỉnh, họ sẽ xin cấp phép của phía Việt Nam để bay thử nghiệm trên bầu trời khu vực sân bay Nội Bài. Nếu có chuyến bay thử nghiệm của trực thăng Marine One, mình sẽ ghi hình cho các bạn xem. Chiếc trực thăng VH-60N Marine One đang đậu bên cạnh một số kiện hàng được dỡ ra từ bụng của chiếc C-17. So sánh tương quan kích thước như thế này mới thấy các vận tải cơ C-17 khổng lồ như thế nào. Và tình cờ buổi chiều tối ngày hôm nay, trên bầu trời khu vực sân bay Nội Bài lại xuất hiện một đám mây có hình dáng giống như là trực thăng VH-60N Marine One vậy. Các bạn nhìn có giống không? Mình thì thấy rất giống nên mới ghi hình cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.